Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh HNT Channel. Và bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau review nhẹ về một cái nhân vật thuộc dòng, đó chính là Macaron ha. Bé yêu này thì con này cũng ra từ rất là lâu rồi mọi người ơi, chứ không phải là mới mẻ gì đâu. Anh em nào mà xem cái tựa game này lâu thì đã biết rồi ha. Và bây giờ thì không đợi mọi người chờ đợi lâu nữa, anh em mình sẽ đến với cái nhân vật này luôn. Ngày hôm nay mình review, mình sẽ kèm theo thêm một thành viên nữa, đó chính là Vam. Đó, Axan, mời các bạn hướng mắt về sân khấu. Và lần này anh em mình sẽ đến với một cái khu vực, đó chính là Ranking. Ở cái khu vực này thì các bạn biết rồi đó, có rất là nhiều cao thủ và thậm chí là đại cao thủ luôn, chứ không phải dạng vừa đâu. Đây, nhân vật này thì các bạn thấy có hai cái skin luôn nè mọi người. Ui, 4 ngôi sao vàng lấp lánh, level của chú ấy lên tới 55 luôn. Trời ơi, rất là lợi hại nha. Ở đây thì mình sẽ cho cái bé trâu mũi khoan của mình đại chiến với cái nhân vật Macaron. Wow, pha này thì anh em mình đây, mình sẽ đổi qua cái thành viên này nha. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta sẽ là anh bạn này, cho nên nó là ưu tiên nó một chút xíu nha mọi người. Ôi ôi, một cái skin vô cùng đẹp luôn. Ôi cha, nhìn thôi là siết tay các bạn ơi. Wow. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ cho anh Tê một subscribe nha mọi người. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi anh Tê ra video hay là livestream thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Rồi, còn có cái ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh thì hãy cho mình một like để ủng hộ luôn nè. Ôi, và bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau đại chiến với một cái nhân vật khá là ghê gớm luôn các bạn ơi, mang trên mình cái skin cực đẹp. Wow, cái skin này mình nhìn là mình thích rồi đó, mình không biết các bạn thấy sao chứ mình kết lắm luôn. 105. Wow, cái bé này của mình ném tắt thở luôn nè. Là các bạn biết đội hình của tem bạn nó mạnh cỡ nào rồi đấy. Đội hình tiếp theo của tem bạn sẽ là cái gì đây? Ui chà, mình thích mấy cái con mà có cái skin đấy. Vì mình chưa có skin các bạn ơi, cho nên mình thấy mấy con có skin là mình kết lắm luôn. À, nên mình sẽ mở cái khiên lên nha, vì mình nhìn cái đội hình của tem bạn ghê quá cơ. Có đội hình rất là ớn luôn. Anh em mình có thể mở rộng cái hòn đảo mình cái. Ui chà, mình thiếu một chút xíu vàng. Thiếu một chút xíu vàng. Rồi, ok, mình sẽ đi kiếm một chút xíu vàng để mình mở cái hòn đảo mình cái nha mọi người. Đây, rồi 48 rồi. Đây, đủ tiền, đủ tiền. Ok, ngon lành ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đối với trở lại cái khu vực arena. Ôi ui, nhìn đội hình của tem bạn level 70 kìa. Không biết các bạn thấy sao chứ, những cái đội hình này anh em mình không thể nào gặp ở cái level thấp được đâu. Wow, chỉ với một chiêu thôi là mình bị knock out rồi mọi người à. Phải nói rằng rất là ghê luôn. Xem sức mạnh nào, 121.000. 123 các bạn ơi, tem bạn nó không kém mình đâu. Ôi ôi, rất là ghê. Rồi, một thành viên nó bị hạ, nhân vật này cũng thuộc dòng Macaron luôn. Đây, hai thành viên Macaron đại chiến với nhau, cái này nó mới vui nè. Anh em mình xài thử từ chiêu lửa nha. Wow, 105. Ca này chắc có lẽ là mình hút máu tem bạn về đi cho có miếng máu xài nè. Full cây. Và đây sẽ là nhân vật ABISS 5 sao nha mọi người. Ca này vui nè. Thì chiêu quýnh sông chạy của mình sẽ được thi triển ngay sau đây. Quá đỉnh luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xài được cái chiêu tăng gấp đôi lượng sát thương nữa nè. Wow, 398.000. Trời ơi, một lượng sát thương siêu to khổng lồ luôn. Thú vị ghê. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với một cái đội hình cũng khá là ngon ha. À, đây là cái dàn rồng của mình. Ở đây thì anh em mình tạo đi ta. À, đây, giác theo cái con Titan này đi cho nó vui nè. Rồi, anh em mình sẽ đổi một chút xíu nha. Kiếm cái đội hình nó đẹp đẹp sang chảnh chút xíu nè. Wow, đội hình này là mình thấy cũng đẹp đẹp rồi đó. Toàn là 5 sao không luôn. Wow, nguyên một vàng level 70. Trời ơi, nhìn đội hình là thấy kích thích rồi đó nghe. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ khèo nhẹ với lượng sát thương tăng gấp đôi của cái nhân vật. Để mình coi coi đam lên bao nhiêu. 186.000 các bạn ơi. Và cái chiêu này nó còn quýnh sông chạy nữa. Chiếc tai luôn.
Ây cha, anh em mình xài cái chiêu hút máu nhưng mà hút chả có được bao nhiêu máu cả. Ôi, thất thương quyền mọi người ơi. Ôi, bạn này quýnh ghê quá cơ. Chơi mà còn chơi thất thương quyền nữa. Đi đường quyền kiểu này ai chịu cho nổi nè. Nhưng mà Kiss Kill đang cầm một thanh đào bé loáng luôn. Ủa, nhìn thôi là. Rồi, bây giờ thì để mình thử nè. Xem bạn sẽ còn một thành viên đó là Holy. Holy này á thì để mình nghiên cứu cách trị coi. Cách trị chú ấy, lượng sát thương của mình đang được tăng gấp đôi luôn. Ôm máu đem về. Quá, 287 nghìn. Trời ơi, con này phải nói thật sự mạnh nha mọi người. Ủa, một nhân vật thật sự mạnh luôn. Nó gõ một cái hồn thôi. Xem bạn thấy trời xanh đất rộng liền. Wow, và ở đây anh em mình có cái gì đây? 23 Orbit Legendary Z. Level 70. Trời ơi, siết tay. Wow. Trời ơi, Heroic level 70 nữa các bạn ơi. Ngày hôm nay anh em chúng ta gặp khá là nhiều cao thủ ở khu vực này luôn. Wow. Không phải ai cũng có thể gặp được những cái đội hình này đâu. Cho nên đó là mình thấy rất là thích luôn ấy. Anh em mình thử được tăng thêm 60% đam nữa này các bạn. Ôi ôi, tăng thêm 60% đam. Nhưng mà cái chiêu này là cái chiêu đặc biệt của mình. Anh em mình xài cái này thì nó cũng hơi hố một xíu đó nghe. Rồi ca này thì chắc mình xài chiêu quýnh xong chạy thử cái cho vui đi nè. Đó, cái chiêu này được cái vui. Ui, chết thằng nhỏ rồi. Nhân vật Titan lá của mình. Đam nhẹ cắn nha. Đó, 229. Và đây là nhân vật Heroic. Wow, một nhân vật rất là đẳng cấp luôn các bạn à. Anh em mình thử đam nè. Đó, thử hút máu chứ thử. Đó, hút full cây là khỏe rồi. Ấm êm cuộc đời liền. Còn cái này là chiêu giật 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 181 nghe. Mang con này đi là anh em chúng ta không sợ thua luôn ấy. Mặc dù tay mình chỉ có hai con thôi nhưng mà vẫn đủ sức để cân cả ba đội hình của tay bạn luôn. Còn nhân vật này của mình sẽ là rồng đá nha. Rồi, ghê. Wow. Rồi, khều nhẹ với cái đội hình này của tay bạn luôn. Ở đây thì ba con này đều thuộc dòng Legendary hết. Mấy con này thì có thể like ra được nha mọi người. Ôi ôi, ghê thế. Ở đây thì mình đang có từng chiêu lửa đang được đam luôn nè. 227. Đó, mỗi lượt đam của chúng ta thấy ra là cũng hơi ớn hen. Và anh em nhớ nha, để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh HNT Channel thì các bạn hãy bấm vào cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Wow, và đây sẽ là tuyệt chiêu hút máu của mình nè. Và đừng quên cho mình một like để cho HNT có thêm chút xíu gọi là động lực hay là tinh thần nhé. Đây, 195k, ngon lành. Đó, mang mấy yêu này đi là mình thấy rồi, rất là sung sức luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải đổi rồng tiếp rồi. Nhân vật tiếp theo sẽ là nhân vật Human Vương. Để mình kiếm coi có con nào, có đội hình nào mà ghê nữa không hen. Ui, chà, đội hình sao bèo thế. Wow, ca này có con 4 sao Heroic luôn các bạn ơi, nhìn là thấy kết rồi đó. Bé này hình như có cái skin cũng khá là đặc biệt nè. Ui chà. Rồi, anh em mình nghiên cứu cách để giải quyết thành viên này hen. Sức mạnh đến từ nhân vật Mark Rock. Wow, pha này thì anh em mình thử nè. Ok, một hit 5 sao. Rồi, nhân vật này 5 sao đúng không? Lượng sát thương mình đam nữa là 229.000. Ôi, mình còn có 140 hả. Ui, thì chưa hút máu của mình vẫn chưa kịp hồi luôn ấy. Ồ, cái skin hơi bị đẹp nè mọi người. Wow, hôm nay mình thấy được cái skin của cái bé này hơi bị kết luôn ấy. Ui chà, quá tuyệt vời.
Oh my god. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Sao xài xài cái chiêu này nó chạy vô xong rồi mất. Con kia ra cái mình tắt thở luôn. Ôi chà, hay quá cơ. Anh em mình win nhưng mà phải hy sinh rồi, đáng ghét quá. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ra ngoài ha. À, mình còn xem quảng cáo mình sẽ được 30 viên game luôn nè. Ui. Và anh em hơn có thể sổ được cái con này luôn nè. Ôi chà. Một con ôi. À, tỷ lệ này cũng khá là ngon nha. 1, 2, 3, 4, 4, 8. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi. Và hãy tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.